Hoa Lan Hà Nội xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ lên một cái combo sản phẩm cực kỳ hữu dụng dành cho vườn lan với giá siêu rẻ, chỉ có 100.000 bao ship toàn quốc cho 5 cái món đồ mà mọi người đang nhìn thấy trên hình nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng thứ này. Đầu tiên là một cái vòi phun nước 3 chế độ. Đấy, có phun sương, phun mạnh và phun nhẹ. Đó, rất là dễ sử dụng nhá, tưới lan cực kỳ hiệu quả. Đầu này thì là cái đầu gắn vào dây ống, còn đầu này thì là đầu ra của nước nhá. Đó, độ bền rất là tốt. Vòi mọi người nhìn này, rất là đẹp và chắc chắn. Thứ hai là một cái lọ B1. B1 nhá. Đó, lọ này thì sử dụng được cho gần như cả vườn lan đấy, tại vì liều lượng B1 thì chúng ta thường là pha rất là ít. Một lọ này là lọ 100ml sử dụng được rất là lâu. Thứ ba là một cái lọ sinh trưởng super thai nhá, cung cấp vitamin khoáng chất rất là tốt cho cây. Đấy, lọ này thì 20ml thôi. Nhiều bác dùng thì biết rồi. Đấy, thứ tư ấy là một cái lọ Biorot siêu kích rễ này. Nhìn hình ảnh bên ngoài đã thấy là nó là siêu kích rễ rồi. Đấy, dùng cho cây lan hoặc là bất kỳ cây nào cũng đều được. Và cuối cùng là một cái lọ thuốc của Mỹ. Lọ thuốc này thì là kích thích sinh trưởng toàn diện nhá. Đấy, rất là tốt cho cây. Và chỉ có nhà em mới có cái lọ đấy thôi, dùng rất là tốt. Thì tất cả những cái thứ mà em vừa giới thiệu ấy thì chọn gói chỉ có 100.000 thôi. 100.000 lại còn bao ship toàn quốc nhá. Giá rất là rẻ rồi, tri ân khách hàng thì em mới bán với cái giá đấy. Đấy, cực kỳ rẻ. Chúng ta ra mua cửa hàng thì cũng phải hết tầm khoảng 170 cho đến 200. Đây chỉ cần 100.000 ngồi ở nhà, em ship hàng đến cho, rất là dễ, chỉ cần gọi điện đặt hàng thôi. Số điện thoại là 0974702106 nhé. Em nhắc lại là 0974702106. Và combo 5 sản phẩm như trên hình, giá 100.000 bao ship nhé. Chúng ta nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em, đủ 5 cái thứ này thì mình nhận hàng nhé. Em xin chào các bác.